Xin chào mọi người đã quay trở lại với Happy Home TV. Vâng, vẫn là tôi Đức Thắng. Hôm nay quay trở lại với series ở tại trên xe. Thì có đồng hành cùng tôi là anh Xuân Niên. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan qua một ngõ mà trong thời gian vừa rồi mọi người hỏi chúng tôi rất nhiều về các cái câu hỏi như là trong ngõ này có những tầm giá bao nhiêu, có nhà bán hay không, hay là đại loại là những câu hỏi như vậy. Thì chúng tôi qua video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu và cho mọi người tham quan qua trải nghiệm là cái ngõ này tại khu vực Lạch Chay. Bật mí cho mọi người là tại khu vực Lạch Chay nó sẽ có những cái như thế nào, chi tiết như thế nào thì mọi người cùng đón xem nhé. Mọi người cùng đi thôi à. Bây giờ chúng ta đang đến ngõ 384 Lạch Chay. Đấy, người Hải Phòng hay gọi là ngõ hai lúa. Thì đầu tiên vào ngõ này, ấn tượng của tôi đầu tiên là cái ngõ này là nó bị thắt cổ lọ. Ngay đầu kia thì chỉ có đâu đó rơi tầm 2,5 mét thôi. Đấy, đi vào, nhưng mà bên trong, vào bên trong này thì đường trải nhựa tầm 4 mét. Đấy, và trong sâu kia thì nó còn rộng hơn. Thì bây giờ anh Yên bắt đầu là giới thiệu cho mọi người những cái ngách ở trong này. Có bao nhiêu ngách? Có 18. Như các bạn thấy, đi vào ngõ đầu tiên thì tôi cảm nhận thấy là ngõ này rộng là tầm 2,2 mét đến 2,3 mét. Đi tiếp vào trong chúng ta có một cái ngã ba anh nhỉ? Một cái ngã ba này. Đấy. Bên phía tây trái thì là không thể. Đúng rồi. Tiếp tục bên tay phải nào. Phải đi sâu thêm tầm 20 mét nữa thì chúng ta sẽ ngõ lại cụt. Đấy, bên trong là căn nhà cuối cùng. Đấy, cuối cùng rất là rộng. Rồi chúng ta cùng quay lại. Đó, ngõ này, nếu ngõ này thì là cũng có thể quay đầu xe được này. Đi vào đây là cũng có thể quay đầu xe được. Trước cửa nhà. Vậy độ sâu của ngõ này là chúng ta có thể ước tính rơi vào khoảng là 100 mét từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Tiếp tục chúng ta đến với ngõ phụ 19. Cảm nhận đầu tiên là ngõ này rộng 1,5 mét. Và trong này cũng khá là ít nhà. Chúng ta đi hai ngõ đầu tiên đều là hai ngõ cụt. Bên này là có một cái dãy nhà xây kinh doanh từ tầm 6-7 căn. Đó. Bên trong kia thì là có một cái nhà đang sửa kìa. Đó, một nhà đang sửa. Như dân cư ở đây, như tôi hỏi ấy thì là cái nhà đấy rơi tầm 6 mét vuông, nhà cũ. Đấy, thì người ta trước người ta mua là rơi tầm là 2 tỷ. Bây giờ là người ta sửa lại để người ta đi, người ta ở. Và trong này thì bên tay trái chúng ta, bên tay phải, nếu đi vào thì bên tay phải thì có một cái nhà cũng khá là cũ. Đây cũng khá là lâu đời rồi. Chúng ta tiếp theo là chúng ta đến với ngõ nào anh nhỉ? Ngõ 31. Ngõ 31 ạ. Ngõ 31 này thì, ngõ này thì chắc là cũng có mấy hộ gia đình ở thôi. Chúng ta đi vào thôi. Ngõ 31 này 1, 2, 3, đây có 4 hộ gia đình ở. Đấy. 3, 5, 6 hộ. 6 hộ anh nhỉ? 6 đấy. Bây giờ chúng ta lại đi ra. Ngõ này thì cũng có thể quay đầu xe được. Tiếp theo là chúng ta sẽ sang ngõ
30. Vâng. Con này có cái phần này để ô tô rất là rộng. Em thấy đây là một cái phòng khám. Đây, nhiều người bảo là ngõ đâm vào nhà thì sẽ rất là kiêng kỵ, nhưng mà nhà này không những là ngõ đâm vào nhà, vừa hưởng được phần ô tô để trước cửa, lại vừa có thể là kinh doanh được. Hay người ta gọi là ba mặt thoáng đấy. Ba mặt thoáng luôn. Đi vào trong này thì cũng khá là sâu đúng không? Ngõ này cũng khá là sâu. Hết rồi. À, đây đến đây là cụt rồi mọi người nhé. Mọi người đến cái ngõ 30 này thì là đến đây thì là cụt rồi. Chúng tôi cùng quay lại. Anh Yên, theo kinh nghiệm của anh Yên ấy thì là những cái ngõ như thế này thì là giá dao động, giá đất nó sẽ rơi tầm bao nhiêu? À, hỏi giá đất thì nó hơi khó đúng không anh? Đúng. Thế hỏi thì mình hỏi về giá nhà đi. Giá nhà thì ví dụ một căn 3 tầng ở trong này thì giá nó sẽ rơi tầm bao nhiêu? Một căn 3 tầng ở đây thì giá nó sẽ dao động tầm khoảng từ 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi. Tùy vào là nhà mới hay nhà cũ. Cái đấy 2 thì... tỷ đến 2 tỷ rưỡi thì là nó sẽ được bao nhiêu mét vuông anh? Nó sẽ rơi vào khoảng từ 50 đến 60 mét vuông thôi nhé bạn đấy. Và ở đây cũng... hầu như là không có nhà xây mới nên chúng ta sẽ tính là nhà bình thường, có nghĩa là đã ở rồi. Và đầu ngõ là rất là rộng. Nhưng mà mọi người lưu ý, nếu mua nhà ở trong cái ngõ phụ 30 thì là sẽ không có chỗ để xe ô tô. Mọi người xác định là mua nhà trong đấy là chỉ nhà hai xe máy chính nhau thôi. Tiếp theo là S38. S38. S38 này thì rộng rơi tầm 2m2, 2m1. À, và bên này là có một cái dãy nhà xây kinh doanh đây đúng không anh? Đúng rồi, nhưng đây là đằng sau rồi. Đằng sau. Và đến kia là cụt. Chỗ này chắc được tầm khoảng 2 mét. Chúng ta lại quay lại. Tiếp tục chúng ta đi nào. Như tôi thấy thì ở trong những cái ngõ này, như các bạn thấy, là cũng không có nhiều nhà xây mới. Cái này thì đến đây là cụt rồi. Đến đây là hết nhà rồi. Vâng. Đi ra ngoài. Em thấy đây là có một dãy xe kinh doanh, như vừa chúng ta vừa đi vào ngõ 38 thì chắc là cái này nó thông sẽ liên quan đến biên giới ranh giới bên kia. Đúng rồi. Đấy. À, đây là hai căn hay một căn anh Yên? Anh Yên có lắm được cái chỗ cái dãy này bán như nào không anh? Dãy này là gồm 11 căn và phía bên ngoài này như các bạn thấy đây là một căn chứ không phải hai căn. Các bạn thấy đặc biệt không ạ? Mặt tiền rộng đến 9m9. Bao mét vuông ạ? Căn này là 60m2. 60m2 ạ? Xây 4 tầng. Mà anh Yên có biết giá nó rơi tầm bao nhiêu không anh? Giá ở đây là người ta đang là 5 tỷ 1. 5 tỷ 1 ạ? 5 tỷ 1. Vâng. Bên trong kia thì sao anh? Bên em trong nhìn là bên trong 10 căn nữa. Trừ căn này là còn 10 căn nữa. Và mặt ngõ 4m, bên trong là 6m. Thì giá đang dao động là 4 tỷ rưỡi. Và gồm hai căn ngõ nhỏ là giá 2 tỷ rưỡi. Và chúng ta tiếp tục nhé.
Bên phía bên này thì em nhìn thấy đây là có một cái dãy nhà. Anh ơi, có biết cái dãy nhà này còn bán không anh? Dãy nhà này thì đã bán hết rồi. Cách đây một năm là ở đây đã bán với giá là 4.5 tỷ rồi. 4.5 tỷ. Dạ vâng. Cái này đấy, trung bình là từ 50-60 m². 50-60 m² cùng thiết kế 4 tầng. Mà cách đây một năm đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Đây là có một cái quán cà phê này, cà phê bất động sản. Cái quán cà phê này em đã đi vào và em đã ngồi mấy lần, làm việc ở đây mấy lần. Vâng. Ở trong cái không gian này, trong này thì nó rất là thoáng. Vâng, tôi nhìn ra hồ mà anh. Vâng, giới thiệu với các bạn thì đây là hồ Cây Na. Nên hồ, này hồ Cây Na. Vâng. Bên kia là ngõ 420 Lạch Chay anh nhỉ? Đúng rồi, đấy là ngõ 420 Lạch Chay. Này, em hay ngồi ở cái chòi chòi kia đúng không? Đúng rồi, em hay ngồi ở chòi kia kìa. Em ngồi ở cái chòi kia em ăn uống. Tiếp theo là chúng ta đến với ngõ 70. Rồi. Ô, ngõ 70 này hơi nhỏ anh nhỉ? Bạn chứ nên khám phá phía sau. À thế ạ? Đúng rồi. Nào, đây nha. Bên tay phải là có một dãy nhà xây kinh doanh cũ này. Đó. Tiếp theo chúng ta trong này thì tiếp nó tục rộng hơn. Bên trong này nó rộng hơn. Bên trong này rộng lên 2.5 m. Tôi bật mí cho bạn Thắng biết này. Vâng. Đố bạn biết là ngõ này sẽ thông đi đâu? Em cũng không nắm được. Thông đi đâu? Chắc là cái này thông ra sang bên kênh Dương này. Bên kênh Dương Hào Khê gì đó. Bạn đoán đúng rồi đấy. Đây là tuyến 2 của đường Hào Khê. Hay là người ta thường gọi là ngõ 292 là chay. Và đây là đến số 1, tầm số 128 rồi, 125 rồi. Của đường Hào Khê. Đây chúng ta rẽ tay phải luôn thì chúng ta sẽ ra đường Hào Khê này. Đây ô tô tránh nhau được. Ô tô tránh nhau. Không có một phần rất rộng. Đây cũng là có, thực sự là rất là hiếm hoi đấy. Thực sự là chúng ta đi trên cái trục đường này, cái quãng đường vừa rồi thì chúng ta nhìn rất là hiếm hoi. Để chúng ta có thể là thấy được những cái căn nhà mới, xây mới để bán. Đây tôi thấy là chủ nhà cũng đè biển bán nhà đây. Anh biết căn này bán bao nhiêu không anh? Căn này là bán 4.5 tỷ. Với diện tích là 60 m². Vâng. Đây là đầu ra đến ngõ Hào Khê rồi. Đúng ngõ rồi. Hào Khê rồi. Ra số 99 Hào Khê. Đây lại một ba căn nhà xây mới này. Ba căn nhà lại xây mới này. Anh Yên biết chỗ này là giá bao nhiêu không anh? Chỗ này là bán cách đây được 6 tháng là giá giao dịch đã là 4.750 tỷ. Thế là có nghĩa là bên ngoài này sẽ đắt hơn bên trong kia rơi tầm 250 triệu anh nhỉ? 250 triệu. Nhưng đấy là giá giao dịch của cách đây 6 tháng. Ok, giá khá là đẹp. Thế là căn nhà này là cái căn nhà này là giá là khá đẹp anh nhỉ? Giá căn này là nếu mà so với bây giờ là hợp lý. Giá hợp lý, có thể gọi là hợp lý. Và đây chúng ta cùng đi khám phá lại con đường này. Đây tiếp đây mà nếu mà đi thẳng, chúng ta đi thẳng thì là chúng ta sẽ đi đâu anh nhỉ? Chúng ta sẽ đi ra khu vực cầu Gù. Cầu Gù của anh đúng rồi. Thì tôi tạm thời chúng ta dừng lại tại đây thôi đúng không? Vâng. Sẽ có một buổi khác tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan khu vực này. Và chúng ta quay lại con đường chính hôm nay tôi muốn giới thiệu. Trong cái ngõ này là đi đến vào trong sâu như này rồi mà vẫn có những cái biển quảng cáo cái kinh doanh
các cái mặt hàng. Bây giờ chứng tỏ là về cái mảng online là cũng khá là mạnh và phát triển. Thêm một điều nữa là chứng tỏ là cái khu vực này, em nghĩ là cái khu vực này là cũng khá là đông dân, nên là người ta trong những cái ngách nhỏ như vậy người ta mới có thể là kinh doanh được anh ạ. Rồi, tiếp theo có thể nói là những con ngõ đẹp của đường ngõ 384, đó là ngách 76. Như bạn thấy này, vào ngõ rộng đầu tiên là tầm 3 mét. Đấy, đã gửi xe ô tô này. Bãi gửi xe ô tô ngay đầu ngõ. Và ở đây thì em thấy cũng chắc không còn 3 mét đâu. Nó rộng tầm 4 mét rưỡi. 4 mét rưỡi, bên cạnh này là đất trống vẫn còn này. Trống còn. Đất trống vẫn còn. Đấy. Và bên kia thì ngõ này cũng chỉ này sâu cũng đâu đó rơi tầm 70-80 mét. Nhưng mà khá là rộng. Bên trong nhà bên trong kia là, đây các bạn nhìn đấy, trong nhà trong kia là người ta còn để ô tô được, quay đầu thoải mái. Chắc là người ta lùi vào thôi đúng không? Đúng rồi. Không, sân trong đấy có thể là rộng. Trong sân sân à, mình cũng mình vào nhé. À, như em thấy đây là cũng hình như đây nhà dãy nhà hai dãy nhà ba căn kinh doanh thôi. Em thấy đây cũng là ba căn kinh doanh thôi chứ không phải là này là nhà bị xây. Oh, xây. Bên này có một cái nhà rất đẹp này, tôi thích những cái kiểu nhà kiểu này, đẹp thế. À, xin phép chủ nhà nhé, à, anh có xem được cái video này của chúng em thì xin phép anh. Và em nhìn nhà của anh đẹp quá, giữa trung tâm thành phố mà có một cái nhà như này. Ngõ này em theo em thấy như em nhìn thấy đây là rất là đẹp thì anh như em thấy đây là nhìn rất là đẹp thì anh Yên có thể ví dụ cho mọi người là có căn nào trong đây bán hay là đã từng bán không anh? Có các bạn nhé. Đây thì mình xin giới thiệu với mọi người đây là những căn mà mình đã từng giao dịch với thiết kế là 3 tầng rưỡi. À, căn này là 3 tầng rưỡi thì trước là đây là anh bán là bao nhiêu anh? Diện tích là 52 m² với bề ngang là 4 m 3 và giao dịch đó là 4 tỷ. À, xin lỗi các bạn, 2 tỷ 350. 2 tỷ 350 nhưng mà sao rẻ thế nhỉ? Cách đây là 7 tháng. 7 tháng đúng rồi, 7 tháng mà có căn hiếm hoi như này mà 2 tỷ 350 ạ. Vâng. Ừ, hiện tại là trong cái ngõ này còn căn nào không anh? Hiện tại trong ngõ này thì còn một căn nữa. Đây, đây là căn đằng sau. Với thiết kế 4 tầng. Diện tích là 65 m². Ô tô vào nhà. Giá chỉ 3 tỷ 3. 3 tỷ 3 anh? Em thấy đẹp anh ạ. Nhưng mà hình như là chủ nhà này là thích, bác chủ nhà này là thích màu vàng. Màu vàng chắc là bác là mệnh kim, mệnh thổ gì đấy. Như em là mệnh thổ là em rất thích màu vàng, nhìn màu vàng em rất thích. Đi anh. Đi là bên này là hoa hồng heo. Rất đẹp. Trời ơi. Cái hồ cây na này nó kéo dài nhỉ, nó được cái cái điều này rất là tốt, thoáng mát. Vâng. Tiếp theo đó là chúng ta đến với ngõ 78. Đi sâu vào trong. 78A trước chứ. 78A. Và bên này là ngõ 78A. 78A là ngõ ven hồ. Ven hồ cây na. Ngõ phụ ven hồ cây na. Trong này thì tôi rất thích là có một quán cà phê, không gian thoáng mà mát. Em nhé, cái hôm trước nhé, em ngồi ở bên chỗ kia kia kìa, đấy, em ăn lẩu ếch ở bên đấy nhé. Em nhìn sang bên này rất là đẹp, buổi tối đẹp cực kỳ luôn. Đây là cái coffee gì đây? Đây là hai ven coffee. Hai ven. Hai banh coffee. Hai banh. Và
quán coffee này là quán coffee hai bánh. Đấy, ngồi đây cũng không gian thì mà bố trí cũng khá đẹp. Đây này, tôi quay lại cho mọi người xem. Đấy, bố trí không gian cũng khá đẹp này. Đẹp hết đấy, đùa đâu. Buổi tối em nhìn nhá, nó cái quán cà phê này bài trí hoa, đèn các cái đèn này nhìn rất rất rực rỡ. Sáng một cái góc này lên, cái góc này em nhìn sang cái dưới tối. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ngõ 78, ngõ 9. Ngõ 78 9. Ngõ 78 này thì đầu ngõ nó rơi tầm 2m7, 3m. Bên trong vẫn duy trì được 2m5 đến 2m7. Vâng. Nhưng mà cho em hỏi một chút là trong này tại sao lại còn nhiều đất trống như thế này, và tại sao lại nhà lại không, em lại không thấy xây nhỉ? Không thấy xây cao tầng. Thì không biết là có quy hoạch gì không? Đối với các bạn thì cách đây chủ trương 20 năm của thành phố thì đây thuộc vào khu dự án dân sinh tập thể, nên là vẫn còn rất nhiều cái nhà nó chưa được xây dựng ở khu vực này, hay chưa có thể nói là người ta cũng ngại xây dựng trên cái phần đất bị quy hoạch. Thế là có cái ngõ này là bảo sao là đi vào đến quán coffee kia người ta phải chỉnh sửa, người ta làm một quán coffee, cái nhà kia người ta phải chỉnh sửa. Chúng ta tiếp tục. Đây là phần cuối ngõ rồi. Phần cuối ngõ này thì thông sang đường Kinh Dương, hay người ta được gọi là đường Quán Nam. Quán Nam. Đường ở đây thì rất là rộng, ba làn ô tô tránh nhau rất là thoải mái. Sang bên này là sang bên Kinh Dương Quán Nam. Rồi. Nhưng mà em thấy là nó bị quy hoạch nên là cái phần cuối ngõ này cũng không có xây dựng gì cả. Đúng rồi đấy. Vâng, và vừa nãy chúng tôi hai anh em chúng tôi đã đi tham quan cả một cái ngõ này. Thì đây tôi thì cũng có thể là đi ngõ này cũng khá nhiều, nhưng mà thực ra là tôi cũng không để ý về, bởi vì tôi rất ít khi bán nhà ở đây. Thì anh Yên là người mà bán ở đây khá là nhiều. Thì hôm nay hai chúng tôi đi cùng nhau thì tôi có một cái nhận xét rất là khách quan như sau. Một là ngõ này là về cái dịch vụ của nhà nghỉ, khách sạn và massage là cũng chủ yếu về cái dịch vụ đó. Ở trong này thì là cũng có thể làm được coffee. Mặt chính là kinh doanh buôn bán rất là tốt. Đấy, nhìn ra hồ thì view rất là thơ mộng. Ở bên trong này thì theo chúng tôi thấy là nếu mọi người càng về cuối ấy, càng về cuối ngõ là nó sẽ có một cái quy hoạch cách đây 20 năm. Hiện tại thì chúng tôi chưa lắm được là thành phố chuyển đổi nó như thế nào. Thì mọi người nếu mua tại ở khu vực gần cuối ngõ thì lên cẩn trọng check kỹ quy hoạch, xem kỹ quy hoạch. Và các cái ngách ở trong này thì là chủ yếu là ngách từ 1m5 đến 2m3. Đấy, và thông sang ở đây thì sông thông sang khu vực giáp khu vực Quán Nam, Kinh Dương và thông sang cả đường Hào Khê. Đó, và giá ở trong khu vực này thì nó rơi tầm là 2 tỷ đến nếu mà các cái ngõ rơi tầm 1m5 đến 2m3 thì nó rơi tầm 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi anh nhỉ? Đúng rồi. 2 tỷ đến 2 tỷ rưỡi, còn các cái ngõ rơi tầm ví dụ ngõ đẹp như cái ngõ 76 vừa rồi ấy thì là nó cũng rơi tầm 3 tỷ 3. 3 tỷ 3. Đấy, 3 tỷ 3, những cái khuôn đất rơi tầm 50 đến 60 mét vuông thì 3 tỷ 3. Và ở trong tổng hợp ở trong ngõ này thì là đã giao dịch, nếu ở khu vực mặt ngõ ấy thì đã giao dịch như năm ngoái thì là 4 tỷ rưỡi, 4 tỷ 7. Còn hiện tại như hiện tại thì là cái mặt ngõ 60m2 mà ngang 9m9 như anh Yên vừa nói ấy, là nó rơi tầm 5 tỷ 1, nhà 4 tầng 60m2. Đấy, thì là
Đây là tất cả các cái thông tin mà chúng tôi đi khám phá và chúng tôi đã dẫn đường cho mọi người để mọi người có thể là nhìn được một cái tổng quan ở một cái ngõ, cũng phải nói là cái ngõ điển hình tại khu vực Lạch Tray. Thì tôi kết thúc cái video tại đây. Mọi người cần thông tin bất động sản hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ số 18 đường 613 Thiên Lôi, Vĩnh Điện, Lê Trần, Hải Phòng, ngay cạnh siêu thị Yêu Ngô đấy nhá. Xin chào tất cả mọi người, anh em tôi xin chào mọi người. Xin chào mọi người.